chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta thường có một số chất xúc tác dẫn chúng ta đến quyết định rằng đây là thời điểm chính xác để thay đổi cuộc sống bạn có thể dễ dàng sống với những dấu hiệu này trong một thời gian dài trước khi bạn nhận ra những gì chúng đang cố gắng nói chìa khóa để hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta là nhận ra cảm giác của chúng ta nếu chúng ta cảm thấy lo lắng bất mãn hoặc cay đắng đó có thể là cách cơ thể chúng ta cho chúng ta biết đã đến lúc cố gắng thay đổi cuộc sống của bạn ý tưởng về sự thay đổi có thể đáng sợ đặc biệt nếu nó ở quy mô lớn tuy nhiên thay đổi cũng có thể vô cùng thú vị cho phép bạn phát huy hết tiềm năng của mình khi bạn tìm hiểu về luật hấp dẫn bạn có thể tự hỏi mình liệu mình có thực sự cần thay đổi cuộc sống của mình hay không có lẽ bạn đang có một mối quan hệ tốt làm việc tại một nơi làm việc có thể chấp nhận được hoặc ít nhất là kiếm đủ tiền để sống vậy thay đổi có thực sự cần thiết những người khác nhau tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của họ khác nhau người thu hút phần lớn niềm vui của họ từ việc vun đắp một gia đình còn những người khác có thể đang phát đạt vì sự nghiệp của họ có ý nghĩa đối với họ có điều gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể chỉ ra là mang lại cảm giác vững chắc về mục đích không nếu không đây là thời điểm cần thiết để bạn thực hiện thay đổi bước ngoặt trong cuộc đời của mình dấu hiệu đầu tiên quá nhiều thời gian trong ngày và trong tuần của chúng ta dành cho công việc bạn cảm giác sợ hãi khi thức dậy hoặc khi ngày cuối tuần sắp kết thúc là một dấu hiệu chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu xem bạn đang làm gì trong ngày làm việc của mình và lên kế hoạch thay đổi nó dấu hiệu thứ hai bạn đang sống trong quá khứ hoặc ước mơ về tương lai tập trung vào những thời điểm tốt đẹp hơn cho dù đó là quá khứ hay tương lai của bạn có thể là dấu hiệu của việc bạn đang cố gắng thoát khỏi hiện tại không có gì lạ khi mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn và ước mơ có thể trở nên tốt đẹp và đây chính xác là dấu hiệu cho thấy có thể có một vấn đề đang tồn tại tại thời điểm hiện tại của bạn và bạn cần phải thay đổi dấu hiệu thứ ba nếu cùng một thông điệp Liên tục xuất hiện từ bạn bè và người quen của bạn, có lẽ đã đến lúc bạn phải tìm ra điều gì ẩn sau nó. Có ai đó nói với bạn, bạn cần thư giãn, có nghĩa là bạn cần vượt qua một điều gì đó. Vì vậy, khi chúng ta nghe nó lặp đi lặp lại, có lẽ chúng ta đang nắm giữ một điều gì đó mà chúng ta cần phải buông bỏ. Dấu hiệu thứ tư. Ghen tị là một dấu hiệu của sự bất mãn với cuộc sống của chúng ta và không liên quan gì đến thành tích của người kia thật khó để hạnh phúc cho những thành công của người khác khi chúng ta đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình đã đến lúc tự hỏi bản thân rằng sự ghen tị đang nói với chúng ta điều gì dấu hiệu thứ năm thức dậy mệt mỏi là một dấu hiệu của sự bất mãn không nhất thiết là với công việc mà là với cuộc sống nói chung thật khó để có được sự nghỉ ngơi thích hợp với những lo lắng và phiền muộn trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta thường xuyên sống trong trạng thái mệt mỏi điều đó có thể báo hiệu sự đấu tranh và xung đột trong cuộc sống của chúng ta nó cũng chỉ ra rằng chúng ta đã chán chiến đấu và sẵn sàng thừa nhận thất bại thay vì bỏ cuộc hãy tìm ra những gì bạn có thể làm để trở lại đúng hướng cuộc sống là để được sống hạnh phúc và hạnh phúc không mệt mỏi dấu hiệu thứ sáu đây là thời gian thay đổi cuộc sống của bạn cảm giác cần phải làm điều gì đó hoặc đi đâu đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy khả năng sáng tạo đang bị kìm hãm và một cái gì đó phải thay đổi việc không thể bằng lòng và ngồi yên có thể gợi ý rằng bạn đang có ý định làm điều gì đó khác Nhiệm vụ của bạn là tìm ra những gì cơ thể bạn đang nói với bạn. Dấu hiệu thứ bảy, nói chuyện phím là một cách làm chệch hướng công việc của chúng ta cần làm trong đời cho người khác. Khi chúng ta thấy mình đang nói chuyện phím, điều quan trọng là phải hỏi những gì chúng ta đang tránh trong cuộc sống của mình và sau đó nhận ra rằng đối mặt với nó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Dấu hiệu thứ tám, chờ đợi một điều gì đó tồi tệ xảy ra cuối cùng sẽ dẫn đến một điều gì đó tồi tệ thực sự xảy ra. Hãy ngừng lo lắng và những dự đoán và bắt đầu tập trung vào những gì bạn đang làm ngay bây giờ. Dấu hiệu thứ 9 Hãy cởi mở với những điều đang khơi dậy niềm đam mê và sự sáng tạo và làm theo chúng. Quyết định thay đổi cuộc sống của bạn có thể ngay lập tức, nhưng bản thân sự thay đổi không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh như vậy đừng để điều đó ngăn cản bạn tiến về phía trước ngay cả những bước nhỏ nhất cũng có thể giúp giảm cảm giác tiêu cực và giữ động lực thay đổi cao điều quan trọng là phải làm điều gì đó ngay bây giờ vì lựa chọn duy nhất của bạn là chấp nhận sự thay đổi hoặc chấp nhận mọi thứ như hiện tại dù bằng cách nào điều quan trọng là chúng ta phải chú ý đến cách chúng ta cảm thấy và làm nhiều hơn những gì khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng ta phải từ bỏ cuộc sống mà chúng ta đã lên kế hoạch để chấp nhận một cuộc sống đang chờ đợi chúng ta. Dấu hiệu thứ 10 Những điều nhỏ bé liên tục khiến bạn thất vọng. Khi bạn hài lòng với cuộc sống đang diễn ra, những khó chịu và thất bại nhỏ, bạn có thể dễ dàng gạt chúng sang một bên. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng hoặc buồn chán với những ngày của mình, bạn có thể sẽ lo lắng về những điều nhỏ nhặt này và trở nên vô cùng trầm trọng khi bạn nhận thấy rằng bạn đang rất bận tâm về những điều vụn vặt. Bạn có thể tạm dừng để cân nhắc xem đã đến lúc thực hiện một thay đổi cơ bản hay chưa. Dấu hiệu thứ 11 Bạn không có năng lượng Nếu bạn thức dậy với cảm giác kiệt sức vào mỗi buổi sáng và các bác sĩ đã trấn ngang bạn rằng không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào gây ra sự mệt mỏi này. Có lẽ bạn chỉ đang kiệt sức khi dành thời gian cho những việc không thực sự quan trọng đối với bạn. Lần cuối cùng bạn cảm thấy được tiếp thêm sinh lực và sống ý nghĩa là khi nào? Bạn đã làm gì vậy? Có lẽ có những manh mối quan trọng ở đây có thể cho bạn thấy rằng bạn cần gì hơn trong cuộc sống của mình. Dấu hiệu thứ 12. Bạn có thường xuyên tự hỏi liệu đây có thực sự là tất cả những gì cuộc sống mang lại đây có thể là dấu hiệu lớn nhất cho thấy đã đến lúc cân nhắc đẩy mạnh và thực hiện một số thay đổi lớn khi mọi người lần đầu tiên bắt đầu làm việc với luật hấp dẫn nhiều người thúc đẩy bởi cảm giác phải có thứ gì đó nhiều hơn thứ gì đó tốt hơn sự thật là bạn có thể biến đổi cuộc sống của mình và đạt được tất cả những gì bạn xứng đáng. Bạn chỉ cần sẵn sàng làm việc chăm chỉ để thay đổi cách bạn suy nghĩ và học cách khai thác nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ luôn có xung quanh bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.